trân trọng giới thiệu một sự kiện quy mô quốc tế từ trước tới nay với sự góp mặt của các diễn giả Yorkshire Han, co-founder, giám đốc phát triển dự án Zipper, Kirak Song, giám đốc marketing quốc tế Next ICO, David Komakidap, giám đốc vận hành dự án Credit, Eugene Batiap, co-founder và giám đốc kỹ thuật dự án Credit, Konotech, giám đốc điều hành và founder dự án Un.io, Long Vương, giám đốc điều hành dự án Thomochain và sáng lập Thomoapp, Văn Hỷ, nhà sáng lập kiến thức crypto, Lê Thanh, nhà phân tích nghiên cứu thị trường xây dựng Coin98.net, Mr. Cường, CEO và nhà sáng lập Bitcoin Việt Nam. Xin chào mừng tất cả các bạn, những nhà đầu tư đam mê kiến thức về blockchain. Khoảng thời gian vừa rồi với các bạn thì thế nào ạ? Còn tôi đã thấy rất nhiều người mất vài chiếc iPhone X rồi. Thời gian này là lúc số đông các nhà đầu tư đang cảm thấy lung lay nhất khi mà vốn hóa thị trường nhảy vọt từ 24 tỷ lên 830 tỷ chỉ trong vòng 10 tháng. Và cũng như một cơn gió, 66% tổng vốn hóa thị trường bốc hơi trong vòng 2 tháng gần đây, từ 830 tỷ xuống còn 283 tỷ USD. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu như các bạn cũng như tôi băn khoăn không biết có nên tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại không, cũng như làm thế nào để hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận, thì có lẽ đây là lúc mà Hey Blockchain kết nối tất cả chúng ta. Hey Blockchain, we're ready to present our project and I really want to meet our Vietnamese community. Xin chào các bạn. Hey Blockchain là một sự kiện blockchain quy mô toàn cầu được tổ chức tại Việt Nam. Ngày hôm đó, tôi sẽ trực tiếp chia sẻ với các bạn 39 tiêu chí đầu tư ICO của Bitcoin Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn có một private party nhỏ nhỏ cho những nhà đầu tư đăng ký vé VIP. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Hey Blockchain. 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 We ready. Đến với Hey Blockchain, một sự kiện công nghệ quy mô với 10 diễn giả trong nước và quốc tế, hơn 500 nhà đầu tư từ rất nhiều quốc gia, chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn cơ hội được chia sẻ kiến thức cũng như tìm kiếm các đối tác giao lưu với diễn giả và người tham dự. Hơn nữa, lần đầu tiên các bạn sẽ được tìm hiểu về 39 tiêu chí đầu tư dự án ICO đến từ team Bitcoin Việt Nam. Để đăng ký, các bạn hãy truy cập vào website heyblockchain.asia và hẹn gặp lại các bạn ở Fortuna Hotel Ba Đình, Hà Nội vào Chủ nhật 22 tháng 4, 2018.